ớt cay không? Em ơi cho một ly không mỡ hành nha, em đừng để mỡ hành, để đầy đủ, đừng có để ớt không? Có để ớt không? Không để ớt luôn. Hả? À, sao là nhìn đi? Đừng để mỡ hành, đừng để mỡ hành, đừng để mỡ hành. Không để mỡ hành thì để cái gì anh? Để cái này nè, mấy bạn ăn cái này thôi. Đây thêm một ly không mỡ hành em ơi. Một ly mỡ hành ăn được đúng không? Cái này đúng không? Cay không? Ớt không? Nhiều nha. Ăn nhìn nó lạc, nó nhâm có gia vị nha bạn. Lấy nước không anh? Lấy nước mà hành không? Lấy nước mà hành không? Lấy nước không thôi. Kiêng hành. À kiêng hành, ok. Kiêng hành. Em hành anh chịu không? Em hành anh chịu không? Dây ghê, giặt lộn, tập tả ghê. Bằng tay không? Chống đẩy chịu không? Đẩy bằng tay không? Chống đẩy đi. Quá trời quá đó. Cách viết của cách thi đó. Cách nào? Đây nè, cách viết. Cảm ơn anh nhiều nha. Yeah. Hot boy kìa, lọc con trang ra em cho mấy anh thấy mặt cho em này thấy mặt coi. Này của ai xấu lắm á. Xấu rồi xấu kìa, lọc ra. Ôi, ly này là nhiêu đây? Nó tính vậy là nhiêu em? Không mặc là mới 20 đúng không? 40 phải là 460. Từ từ từ, 40, 20 ngàn nè. 2, 4, 6. Anh này quay cái thi á. Ủa là YouTube view quá trời luôn. Anh nào? Anh này nè. Anh này cũng hồng nhé. Rồi đi mua bắp mà đem theo hai bịch nước mía chi giữ được. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Anh nhịp đi nè. Ghét. Anh ơi, chị này ba ly 12. Dạ. Cảm ơn chị nha. Còn hình như còn hai cái nón nữa đúng không chị? Còn hai cái nón nữa mà. Dạ. 36, 36 rồi. 34 rồi em. Hỏi đó chị. Hết đủ rồi mà. Còn còn đi. Cho chị đi theo là. Ước 10 thi kỳ vậy. Người cả người thì chạy đi đâu ấy ghé, người thì nó hồ ghé, người chạy quá là sao? Có cái châu có cái đông nhiều lắm luôn á. Em cái nó lá đó, cái nó lá đó thấy quen quá à. Cái nó lá này à. Em buồn. Nó lá này của em. Này nó lỡ nó lá này hết luôn. Lỡ rồi. Cái nón lá này hơi buồn thôi. Sẽ thử đẹp không chị? Chị đội nón sẽ thử coi. Hả? Việt Nam. Đẹp. Hả? Áp vào ba. Chắc là nông thôn. Đã nhà tập. Tại vì bà lấy nón lá. Đẹp quá, đẹp quá. Thôi lấy hết. Rồi, nhà cầm tiếp 2 ly nè. Nè mà quên đăng ký, các anh chị nhớ bấm vào cái nút đăng ký để ủng hộ kênh nha các anh chị. Anh giới thiệu cái Facebook cho em đi. Cô ba giới thiệu đi. Dạ 6 ly chấm 2 vậy. Mấy anh chị ơi, kết bạn Facebook với em anh là không phải đây giỏi Facebook của em là bắp nướng đây đi bắp nướng cô ba nha mấy anh chị ơi. Để em lấy thứ đấy nha. Chị ơi, chị nói lại dùm Facebook của chị đi. Thôi, để hai ly đi. Để hai ly cho nó. Lúc mà mình đưa hình luôn lên. Rồi, dễ hơn. Rồi, bao nhiêu vậy chị? Đem mỗi chèm nó đi qua anh Trang Nha. Nè, mọi người nhớ vào theo dõi cái nick Facebook của chị Tây Thi nha. Tây Thi bắp nướng cô ba nè. Cái hình nền nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mấy anh chị nhiều gặp nha. Gặp 50 này chị. Đây đây là Facebook của cô ba nha cả nhà. Để em lấy nét nha chị để em kết bạn liền. Rồi đây nha cả nhà. Đây là Facebook của cô ba miền Tây mình nha. Dạ. 60 rồi chị. Đây đi bắp nướng cô ba. À mọi người like cho cái bài của ấy hả? Đây nè có nhiều người cũng tìm lắm. Mọi người ơi nếu mà thương cô ba. Mọi người nhớ đăng ký video nè. Đăng ký video nè. Đây có cái video nè. Ủa đi ăn khai kiểu vậy? Khai ly 15. Khai ly 15 là mỗi ly 15 ngàn á. Sao mà màu đây hả? Kìa, đứng ngoài nước ngoài kìa. Cho anh một ly đá luôn đi. Bầu này có hai đứa thằng nè. Bầu đứa đi nhập qua đeo bầu. Em có bầu là có bầu con, có anh Thuận á. Chứ tưởng. Không, anh Thuận. Cái đó là... Chứ tưởng đâu là da với làm cho cưng trước. Nó không ai có bầu đi nè. Hết hồn. Ở đó bầu hai con.
Ủa, chưa có luôn đúng không? Một ly không có, một ly không thành. Chưa hết lấy tiền ta rồi. Anh này Sài Gòn 24 giờ nghe mấy anh chị ơi. Hủ em cũng rất hủ em cũng lâu rồi. Đúng rồi, mọi người nhớ anh đâu có clip đâu. Hả? Anh không có lăn clip mà dám nhìn chưa quay luôn hả? Anh không quay. Nó không quay đi. Dạ. Không nó hết qua bộ nó muốn quay à. Tốt quá à. Cái tấm lòng anh tốt quá nghe mấy anh chị ơi. Hết qua đây phụ chứ không hết quay. Hello, đây chị dễ thương quá à. Chị ơi chị ăn bắp ngon với lấy ông hỏi em nha. Lấy hình lên ta ghê chưa rễ. Rồi lên đi con, rồi lên. Một hai ba cười. Đúng rồi, đó cười. Cười con cười cười. Cười. Dạ rồi ok anh. Anh hiểu rồi. Rồi tăng tốc lên. Đây 4 ly. Đây 1 ly của em nè. Là có cái này đúng không? Đầy đủ cho 1 ly vậy. Ly này không cho tới. Con là có ơi tên lớn không em? Đi không cho tới là đó. Dạ rồi, dạ anh đi công chuyện đi, xíu anh quay lại được không? Dạ chờ luôn anh cho, đây có ghế ngồi nè anh chơi. Em đợi xíu. Bé này lấy 20 ly hả chị? Dạ. Nói gì nữa vui. Bây giờ mình sẽ ăn bắp thi, nghe ăn ngon không? Ăn được chưa? Rồi ăn này. Hôm nay ăn phần đặc biệt, hôm qua ăn phần có 12 ngàn à. Hôm nay ăn phần đặc biệt mọi người. Ngon không? Mới làm răng xong ăn được không? Được. Mềm mà bắt đầu mềm, anh em bắp nướng. Và ăn thấy sao? Cặn mọi người. Ngon tuyệt. Thề luôn, thơm vãi luôn ấy. Mai có thịt ngon hơn, nó có đúng rồi. Thử ăn xem. Thịt nướng sao anh nhỉ? Ăn xíu. Ừ, ngon rồi. Hồi trước ăn bắp nướng thì chỉ ăn kiểu nó để nguyên cây á. Đúng không? Không phải dưới mỡ hành nên ăn thôi. Hôm qua là không có thịt, hôm nay có thịt. Rồi lúc nãy chị đây thì đứng hình. Không biết bán cái ly 3.000 như thế nào. Đỡ là làm như thật nhiều. Mà cái ly nhiều đâu rồi? Đây hả? Không biết nữa. Có đó. Một cái ly nhiều. Có một ly nhiều rồi. Hơn. Con gái mình đưa anh ta rồi. Ủa vô chi á. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon. Đúng không? Review cảm nhận như thế nào đi? Đúng không? Không. Nói chung mà không nhai được mày. Đang nghĩ ra. Có mùi bắp á. Mùi hành. Có mùi hành á. Có mùi lạp sữa. Mùi lạp sữa, mùi thịt nữa. Có mùi mỡ. Mùi mỡ. Thực sự là nếu mà bỏ ra 20 ngàn một ly này á, mình cảm giác là nó có mặn hay ngọt gì không em? Quá đáng. Quá đáng. Quá đáng là vì có mặn ngọt. Chúng ta am hương cái này là vừa phải rồi. Ok rồi. Tức là rất là ok á. Quá đáng là rất là ok. Quá đáng thì mình là một cái tóc cơ đúng không? Dạ vâng. Mình cầm cái ly bóp. Xong rồi hai bạn có cái ý tưởng này, cái này rất tốt ngắm hiện tại bây giờ không? Tức là giờ mình sẽ lấy ý tưởng luôn và mình sẽ làm cái đoạn TikTok luôn. Thì mày hả? Mình sẽ làm như thế nào? Đừng quên. Đừng quên. Đừng quên. Bọn em quay TikTok thường thường quay mấy cái linh tinh không à? Quay kiểu mấy cái gọi sao ta ý nghĩa rồi làm mấy cái kiểu ngầu ngầu ấy kia thôi á. Chứ khi quay mấy cái kiểu sáng tạo này kia. Thì bây giờ hai mình ngồi đây đúng không? Xong rồi mình có tên là mình có ý tưởng luôn thì mình sẽ có ý tưởng gì? Thì có thể mình sẽ làm cái ý tưởng này nó liên quan đến không có biến chị Tây Thi thành tiền. Làm sao giờ? Hấp chị Tây Thi lên phát xong tiền rơi xuống. Làm sao giờ ta? Học thì cái phần đó nhiều hơn. Nè. Thường ý tưởng của mình là mình sẽ nói chung là rất là tự nhiên kiểu dạng là trong trên đó. Bây giờ nó có trên điền quyền này thì bọn em sẽ cầm ly bắp điền quyền này nọ trên mới thì bọn em quay này làm thế. Ê, có cái này này bắp này đi điền quyền phát ra hai ly bắp này. Ừ, ý tưởng hay chứ. Nhìn nhạc nhẽo đúng không? Bây giờ chị đây đi vừa tặng cho hai trái bắp đúng không?
cho mình có thể đi được quyền luôn. Chị Tây đi là chị Tây đi kêu là tặng trái bắp này nhưng mà không tặng dầu ăn nên là về không làm ăn được gì hết á. Chứ chả nhẽ mày đút vào. Này nhiều gai lắm. Không có, ở nhà có chai dầu ăn rồi. Lúc nãy tao mới làm đổ chai dầu ăn xong. Ừ, thấy nâu. Giờ bây giờ phải làm sao bây giờ? Bây giờ mọi người sẽ nói, tức là trong đấy này có ai sẽ thay nhẹ bằng cái lời nói, xong rồi thay người sẽ hiểu. Em chưa hiểu. Anh nói to lên mọi người mới hiểu. Bây giờ mọi người sẽ nói là cái đoạn này 10 ngày, 20 ngày đưa được quyền không? Là ba bạn còn lại là sẽ một người sẽ nói lại, còn hai người thì hai người nói lại hiểu. Nói tức là kiểu dạng mày là nhạc. Ờ mày nói thay nhạc ngon quá rồi sao sao ta này em anh hành động xong rồi thằng này nói theo nhạc thằng này nói theo nhạc rồi sao đây này kiểu kiểu khi mà mày quay slow mo này kia ở trên gương á chắc cha bắp nó dính hết vào tay hiểu không. Nhưng mà có nhạc à, ý là em là lòng tiếng đúng không còn anh là hành động. Ừ, đúng rồi. Làm gì? Nhẹ. Anh nói nhẹ đi. Đi răng lắm. Đi không nghe không? 10, 20 nè. 10 nè, đi đường quyền không? Bằng. Tao rồi mình cắt clip đấy ra xong mình ghép cái đoạn sau và mình đoạn sau thì mình cầm hai cái trái bắp à hai cái ly bắp này. Đông hả? Ok chưa? Ôi trời, thề luôn. Mình đến lúc nào cũng đông luôn nha. Sau khi là mình ăn ở đông một phát mà đến chỗ đó là chỗ đó kiểu gì cũng đông. Đấy. Bây giờ lời cuối thì mình có cái review hay kêu gọi mọi người đến một mình đây. Mọi người ơi, thực sự là nếu mà mình bỏ ra mà 20 ngàn một ly này ấy, mình cảm thấy là nó rất là đáng để ăn một cái ly này. Bởi vì sao? Bởi vì nó cực kỳ là ngon. Mọi người có thể nhìn thấy nè, 20 ngàn một ly bắp bự chả bá nữa. Nó là hiền. Không nha, bình thường nó còn có cả thịt nè. Rồi con gì, con này là con gì em chẳng biết tên luôn. Con ruốc. Con ruốc và... con tép vậy ta. Và cái gì mà chua chua đó nhở. Lạp sữa. Rất là ngon mọi người ạ, thực sự. Thế mà so với ăn bắp nướng ở ngoài ấy, bắp nướng ở ngoài 10 ngàn một trái rồi mà ăn không ra gì. Ở đây thực sự là 12 ngàn một cái hộp bình thường mà không có thịt á, ăn cực kỳ ngon luôn. Đây là hộp có thịt là 20 ngàn, thế gọi là xuất sắc. Mọi người hãy nhớ ủng hộ chị Tây Thi nha. Ở đây là 75 ông Mích Khiêm nha mọi người, phường 5 quận 11. Nếu bạn nào xa quá thì chị Tây Thi cũng không ship được đâu, nên là các bạn hãy đến tận nơi nha.